em về lâu thì phải nó phải kiss, thấy không? Còn cái dưới là kick, đọc với tôi kiss, kick, kiss, kick. Thành ra mình thấy trên này là cái chữ e này, chữ y này, chữ er này, nó khác nhau lắm. Học cho đúng vậy thì nó sẽ ra như vậy, ok? Có nhiều người học với tôi rồi chừng một vài tháng rồi nghỉ, không sao, đem cái này về xài. Dù có nghĩ không học được cũng về xài được, nhé. Nói năm điều ba chuyện đã leo bài mất rồi bài, bên đây tôi soạn cho quý vị đây nhé. Nhưng mà cái nào nó cũng ích lợi hết trơn á, đúng không? Rồi. Hồi nãy trong lớp trước tôi để mấy cái lớp trước mấy bác, mấy bà con mình có cái chữ mà là chữ setter đó. Ta học chữ setter nhớ không? Thầy Xuân dạy setter. Setter đó có nghĩa là dàn xếp. À, nó lắng xuống là cái setter. Ví dụ mình bỏ đường, bỏ này kia vô trong cái ly mình quậy 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 quậy, mình tới hồi đường nó xuống, nó lắng xuống ở dưới rồi. Đó là nó setter. Setter là nó lắng xuống, cho nên như setter có nghĩa là nó lắng động, lắng xuống, êm dịu xuống, cái nghĩa của setter là vậy, hiểu không? Ví dụ như là mình đụng xe, xe bên kia nó đền như vậy chưa? Thì mình phải đi vô setter. Đó, có nghĩa là mình đi ra mình kiện bên kia hai xe đụng nhau mà setter rồi á, khỏi setter rồi. Nó không có đưa ra tòa, nó không đưa đi tôi, nó đòi 500 đô, tôi đưa 500 đô. Em đưa 500 đô là cái là setter, là dàn xếp, hiểu không? Đó, cho nên chữ setter nó có nghĩa là lắng xuống, setter down đó, nó lắng xuống. Có nghĩa là dàn xếp, hiểu không? Ổn định, đấy, thầy Xuân dạy mấy cái đó là đúng đó, vậy đó. Nhưng mà cái nghĩa gốc của chữ setter là nó lắng xuống. Setter là sao? Hả? Gì kia? Setter. Setter gì? Setter là dàn xếp thôi. Ủa, bữa chưa biết hả? Xuân nãy học mà. Bài nãy. Có đó, chữ đó chữ gì nữa, setter là giải quyết đó, giải quyết đó, dàn xếp giải quyết, setter, đó là đảo chữ đó là setter, đọc với tôi setter, tức là đọc kỹ đó là gì, setter là đọc là settle. Nãy tôi nói định kể chuyện vui, tôi kể hai bạn ở ngoài cửa đó, tôi để tôi vô lớp tôi kể chuyện này cho bà con nhớ luôn chứ sẽ là hai anh chị đó gây với nhau, cãi lộn nhau. Cái rồi cả ngày tối đó ngủ cái ông anh xây ra chị xây vô, không có giường mà cái người xây ra xây vô, không có nói chuyện với gì hết, ảnh thì bây giờ ảnh muốn setter, anh muốn setter, anh lấy cái tay anh thì làm ra nhẹ nhẹ đi. Chị lấy tay chị hất cho nó cái tay rồi sáng quánh tôi. Tay sáng quánh tôi, chị hất cái tay đi. Vậy là anh setter chưa được. Anh nằm ngồi suy nghĩ. Thôi anh lấy cái cẳng rờ, cái cẳng chị. Chị đá cái cẳng chị rồi, chị kích cái cẳng của anh rồi. Chị nói cẳng nào sáng đá tôi. Anh không biết suy nghĩ là thôi mình còn gì cả. Mình còn mình đem ra mình đụng để mình hòa giải để mình xét thời suy nghĩ tới suy nghĩ lui anh nói, mình còn cái này chắc có lẽ được, tại hồi sáng nó còn không quánh, nó còn không đá mà nó còn không quánh nữa chưa gì nó cười gì anh nhẹ nhàng để cái món đó từ từ đụng vô trong cái mặt của chị. Cái chị nói miệng mà hồi sáng chửi tôi mà cái rồi sau đó không biết anh ngủ hay anh làm gì khác tôi không kể tiếp được. Nhưng mà có cái chuyện đó là cái này được, sáng nó trung lập á, sáng nó trung lập. Ok, bây giờ là setter chưa? Vậy là setter rồi, thấy không? Hả?
trước đó, bây giờ đừng cho tôi nói nhiều nữa, vô trong máy nó lên cả thế giới nghe. Dạ. Đó. Bà con tắt dùm điện thoại ha. Trong cái bài học cuối cùng này đó có mấy chữ tôi ghi cho quý vị rồi. Quý vị cứ dòm cái chữ đó, biết cái nghĩa tiếng Việt rồi ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ dạy cho cái cách đọc cái đó, nhưng mà qua một cái trang không tôi cũng mất công tôi soạn. Ai đưa tôi lộn cái hình này rồi, không có con mèo con chó đâu. Con cái bài cho tôi mượn cái bài hồi vì tôi vẽ con ngôi sao đó, ai có đó không? Cho thầy mượn này chút đi. À. Em lấy tờ lộn tờ đó rồi. Ai chưa lấy giùm cái tờ có cái ngôi sao vẽ đó, cái này nè. Tờ này mới đúng bữa nay nè. Ai không có đưa tay lên rồi. 1, 2, 3, 4 rồi ai mà có rồi lần sau lấy giùm phát giùm cho tay mấy bà con mình đi nữa rồi. À có cái tờ đó. Tờ trên cùng vẽ có cái bàn đó thấy không? À cái bàn thấy không? Table. Rồi kế bên cái bàn dưới cái bàn có cái gì? Shoe. À, đọc với tôi table. Table. Next to the table dưới cái bàn under the table là a shoe, đọc là shoe. Shoe. Dưới cái shoe là cái gì? Car. Xe hơi, car. Car. C-A-K, cờ A-K có hai chấm không? Có. Đó, đọc là car. 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 Chứ không phải ca, yeah, car. Dưới cái chữ car là có cái gì nữa? Toilet. Cái toilet, cái mà mình ngồi đó. Yeah. Tôi vẽ nó hơi sai nhưng mà thôi cũng hiểu nên nó là toilet. Yeah. Ví dụ trong nhà mình thường thường mình có bốn cái này mình xài. Thì bây giờ kỳ cách cái 2 tuần mình học một số động từ. Đầu tiên hết là để mà mình chùi lau cái bàn thôi. Nhưng mà tại vì tôi thấy nó leo qua mấy cái món khác cho nên tôi vẽ luôn mấy món khác. Bây giờ bên tay trái mình có một số động từ. Lau sạch gọi là clean. À, clean, đâu có tôi clean. Clean. Là chữ nó y ngắn nha. Không phải y dài nha, clean. Đánh bằng cái bàn chải thì là gọi là gì? Brush. Mình phải dùng cái bàn chải mình đánh nó, mình cạo nó. Thì mình brush. Nó phải có cái, nó có cái lông xù ra mới gọi là brush. Tại vì nếu mình cạo không thì nó thành scrape. Ở dưới chữ tiếp theo dưới là scrape. 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 Scrape là mình cạo. Cạo. Trên bàn mình có khi cạo nếu nó dơ, nó dính cái gì đó. Mình scrape. Xe hơi mình có thể mình cũng scrape nhẹ nhẹ thôi. Toilet mình cũng có thể scrape. Yeah. Shoe thì ít khi scrape. Khi nào đạp tầm 7-3 thì mới phải scrape thôi. Nhưng mà scrape là cạo. Cạo bằng cái mặt bằng mình cạo. Yeah. Dưới cái scrape mình có động từ đánh bằng giấy nhám. Lấy giấy nhám mình đánh thì sand, đọc có từ sand. Sand. Tại vì sand là hột cát. Yeah. Sand là hột cát mà sand là giấy nhám. Rồi mình có ở dưới nữa là đánh bóng bằng sáp. Thì là wax. Wax là sáp mà đồng thời mình đánh bóng cũng là wax. Wax. To wax. Yeah. Rồi mình đánh cho nó bóng lên, cho nó sáng lên á. Thì shine. Shine, mà shine cũng có nghĩa là chiếu. Yeah. Shine here là chiếu vô chỗ này. Flash, flashlight là cái bằng cái đèn pin đó. Yeah. Nhưng mà the flash, flashlight shine thì cái đèn pin nó chiếu chỗ này. Hay là mặt trời chiếu. The sun shines. The sun shines the earth. Là mặt trời chiếu xuống trái đất. Shine nó cũng có nghĩa là mắc cỡ luôn. No, shy mắc cỡ là shy thôi. S-H-Y thôi. Yeah. Shy là mắc cỡ. Đây, tôi viết luôn cho cô học luôn. Yeah. Shy là mắc cỡ đây nè. Yeah. Thì mình phiên âm nó là S-H-Y. Giống như Sài Gòn vậy đó. Đọc cái này coi tôi. Shy. Shy. Còn cái chữ mình học đây là sai, sai là chiếu sáng. Thì mình phiên âm nó là sao? Sa, a, sa, y, sai. Có gì nữa? N. Shine. Shine. Shine.
sai sai bảo không có nợ này nhé. Đó đấy. Có chữ sai n không có sai d, sai g cũng không có, sai l cũng không có, sai p cũng không có, sai v cũng không có. May quá tiếng Mỹ nó không có mấy chữ đó, nó chỉ có sai nè và sai gì nữa, chỉ có sai nè, chứ sai bờ không có, sai pờ, sai g, sai l, sai phờ cũng không có nữa. Nhiều sai nó không có lắm, còn để dành cho mình á, bà con muốn cần chém chữ mới chỉ nó ra. Mỹ nó phải rồi, mốt nó phải xài rồi nên nó thành tiếng nha. Ví dụ như tiếng Việt Nam của mình mà nó lên là kêu là gì, nó phi rồi chẳng hạn như đó, hay nó kêu nó phi rồi, hay là nó tới rồi, những cái chữ đó Mỹ nó đâu có, mình bỏ vô, mai mốt Mỹ nó phải có nó xài luôn, hiểu không? Cũng như là Việt Nam mình hồi xưa có cái chữ mà chữ là nhà quê đó, người nhà quê đó, Tây đâu có đó, mà nó qua nước mình nó xài riết nhà quê, cái từ điển Tây nó có chữ nhà quê. Mỹ Tây nó phải học chữ đó gọi là nhà quê, nó biết là một cái người nông thôn của Việt Nam mình, quê mùa đó. Ngôn ngữ là vậy. Ok, bây giờ mình đi tiếp theo. Ngoài ra cái chữ sai, dưới chữ sai thì có chữ flush. Đọc với tôi đi. Flush. 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 Rồi, flush phiên âm sao ai biết nào? Phờ đầu tiên hết, hiểu không? Flush. Phờ trước nè. Rồi gì nữa? L. Cái gì? V ở viết ngược. Đó, chữ mình phải học á. Chữ V viết ngược đọc là A, A, A. Flush. Đọc là flush. Sợ. Cái chữ này là sờ này, đọc với tôi phở, lờ, fla, sờ, flash, flash, rất dễ, phải không, dễ không? Như quốc ngữ của mình vậy, chỉ có cái này là về. Nếu tôi dạy cho quý vị mà không biết phiên âm hồi xưa mấy những năm đầu tôi soạn bài đó, thì cái phiên âm này tôi làm thế này, phở này, lờ này, tôi viết chữ này luôn. À, rồi tôi viết chữ sờ này luôn, sờ giống như Sài Gòn vậy đó. Rồi ai đọc cũng được, flush cũng đúng, nhưng mà nó không đúng lắm. Nhưng mà cái này phim quốc tế, flush. Đó. Còn không có, quý vị biết ghi như vậy cũng được. Flush. Khi nào mình flush, bốn cái này mình flush cái nào, ai biết? Mình flush cái gì? Thường thường mình flush nhiều nhất. Đúng rồi, vô trong trống nó hay dặn. À, flush. Nhớ xịt nước, bấm cho nước nó xòe xuống, cái đó gọi là cái flush. À, mình dịch ở đây là xịt nước cũng không đúng lắm. Xả nước. Dội, dội, từ Việt Nam mình phải múc cái gáo, rồi múc không mới dội. À, xả, thành ra có nhiều cái đó, mà về sau nó chế ra cái cầu tiêu nó mới chịu flush. Chứ trước khi có cầu tiêu đó, mình đâu có, Việt Nam mình đâu có cái cầu tiêu ngồi đó đâu. Thành ra mình dội, có gáo, gáo dừa dội lên. Tốt rồi, cái gì cũng đem gáo dừa, uống nước cũng bằng gáo dừa, dội nước cũng bằng gáo dừa, thấy không? Cho nên mình gọi là dội xả, có thể gọi là chữ xả được, dội được, nhưng phải dội cù tiêu, thấy không? Rồi mình kêu chữ flush, thì mình dưới có chữ spray. Spray cái gì ở đây? Xịt. Spray. Spray mình xịt, cái gì trong này mình spray, cái gì trên này? Window. Bốn cái này thôi. Thế bà? Car. Car. Car mình spray bằng gì? Spray nước, thấy không? Spray nước. Cũng nước xà bông cũng được. Nhưng mà thường thường là mình rửa xà bông rồi thì mình mới xịt nước sau. Là mình spray. Nhưng mà trước khi mà mình rửa xà bông cái xe hơi thì mình dùng động từ khác gì? Sốt. Sốt đó, chà xà bông đó, mình sốt đó. Thấy không? Hoặc là mình lấy cái cục gì là cục sponge đó, rồi mình muốt, mình đập xà bông lên côn lên xe hơi. Hoặc mình tới cái chỗ mình rửa xe hơi nó cũng có cái xịt ra, mình có xịt xà bông không à, thì mình gọi cái đó là mình soap đó, yeah, to soap it. À, rồi nó có chữ là rinker nè, nhớ không? Ai nhớ chữ đó không? Xả bằng nước, sau đó mình làm cái nước mình xả rồi nước cho nó tan cái xà bông đi, sau đó nó là thành là
Ringer, ai có từ diễn lật giùm tôi, không nhớ.